Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đáng ghét, tốc độ của súc sinh này quá nhanh rồi. Hung thú đó lại dám làm cho trưởng lão của Học viện Thánh Tuyết bị thương. Mọi người hãy cùng nhau xông lên, giết chết hung thú cùng kỳ. Ai dám động đến chính là trở thành kẻ địch với ta. Ta giết chết kẻ đó. Không ổn. Tàn nhẫn thật. Hung thú cùng kỳ quá là tàn nhẫn, quá là đáng sợ. Trực tiếp đem trưởng lão của bọn họ tàn sát tàn bạo, đến ngay cả đầu cũng cắm. Lâm Phong, ngươi. Thực lực của Lâm Phong rất là mạnh, một người lại có thể xung phong liều chết với Tuyết Nguyệt Thánh Viện của chúng ta, giết người đường đường chính chính, giết trưởng lão của chúng ta đều không ai dám ngăn cản. Viện trưởng đều nhẫn nhịn không lên tiếng. Đoàn Thiên Hằng, đây chính là Học viện Thánh Viện mà ngươi xây dựng, ngươi cảm thấy đáng thương hay không? Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi lại sợ chết như vậy? Ban đầu khi ngươi diệt Vân Hải Tông, lẽ nào chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có kết cục, sẽ có cục diện như vậy hay sao? Khi diệt Vân Hải Tông, ai lại nghĩ đến bị lọt một con cá lớn như vậy chứ? Có thể cho ta một cơ hội, ta không diệt Vân Hải Tông cũng sẽ diệt ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Không giết ta. Lâm Phong không giết mình. Vậy hắn rốt cuộc nào muốn làm cái gì? Ta của bây giờ sao có thể giết ngươi được chứ? Ta còn muốn ngươi tận mắt nhìn thấy Vân Hải Tông làm thế nào mà Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ngươi cho rằng hủy diệt Vân Hải Tông là cuộc khởi của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng ta cũng sẽ cho ngươi thấy hủy diệt của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng là phục hưng của Vân Hải Tông. Dã tâm lớn thật Lâm Phong. Vậy mà lại muốn phục hưng Vân Hải Tông. Muốn Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt, giống như Vân Hải Tông bị hủy diệt như ban đầu. Lâm Phong, đây nào muốn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ngươi sẽ không thành công đâu. Không thành công thì thành thụ thôi. Với lại, rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy. Có lẽ nào mấy ngày sau đó. Đây là hy vọng của những người đã chết, Tông chủ Lam Cung và Vân Hải Tông. Cũng là lời hứa với Bắc Não. Nhẫn của trưởng môn.